Đó, quý vị các bạn thấy là Thao cũng vừa ghi hình được cái âm thanh của còi vang với thổ đồng. Ok chưa? Bữa nay thổ đồng lạ thôi nhá. Nhưng mà đấy là nó hơi đấu nhau một tí. Thì hai con này đều là chim tơ chim, nó chưa căng, chưa đấu, kể cả giọng của hai con cũng chưa thể vỡ hết được. Nhưng các bạn thấy là con còi thì nghe có vẻ nó rõ ràng, chắc chắn hơn. Còn thổ đồng này nó mới cơm nó còn chưa phủ hết, nên là khi nó ra gáy thì nó gáy đủ 8 âm đó. Chim gáy 8 là rất là hiếm anh em nhé. Bây giờ là thích chơi độc và lạ, chia sẻ với anh em một chút thôi.